Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng với các bạn thêm một ví dụ về phần bài tập chi sát nữa. Lúc trước thì đã có những ví dụ mà mình đã sử dụng đến cái hàm phát sinh của chi sát là để tính phần căn bậc 2 rồi. Nhưng mà mình chưa nói cụ thể là trong chi sát hoạt động như thế nào. Thì cụ thể hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn cũng sẽ tìm hiểu được cách tính căn bậc 2 trong chi sát luôn. Cái bài toán thì nó cũng thường sử dụng phép tính căn bậc 2. Vì vậy chúng ta cần biết cách giải quyết nó là khi gặp. Nay mình sẽ cố gắng là giải thích là vì sao cách tính căn bậc 2 bằng hàm tự nghĩa. Đó, chúng ta sẽ tự nghĩa một hàm và cách tính căn bậc 2 bằng cái hàm chúng ta đã dùng ở các ví dụ trước là hàm trong phương diện max nha. Thì hôm nay là chúng ta sẽ có thời gian thì mình sẽ đi lần lượt ha. Tính căn bậc 2 bằng hàm tự nghĩa. Trong cái ví dụ này ấy, mình sẽ thực hiện là tính căn bậc 2 của một số được nhập bởi người dùng bằng cách sử dụng tự nghĩa hàm. Mình có hàm mình sử dụng cái hàm tự nghĩa để tính căn bậc 2 của căn số truyền vào. Sau đó các bạn làm đây nhé. Tại vì mình có lên ý tưởng rất sẵn rồi. Tính căn bậc 2 này, cái hàm này nó hơi tương đối vòng lặp này thì hơi phức tạp, thì mình sẽ biết là trước thì sẽ biết là một hàm tính căn bậc 2 riêng, xong chúng ta sẽ gọi nhá. Đây là tính căn bậc 2. Thì tôi mình sẽ sử dụng một loạt đi qua em hơi phức tạp một tí. Các bạn có thể tìm hiểu rồi cái gì cứ tạm thời là cứ cố theo mình đã, xong rồi có gì thắc mắc hỏi mình nhé. Tính bậc 2 một căn số nào cả này. Đấy. Thì đầu vào là một số đấy. Tiếp theo là chúng ta tạo một tạo căn bậc 2, cái này là căn bậc 2 này. Rồi chúng ta sẽ sử dụng vào là do qua đấy. Do gắn chúng ta này bằng này rồi. Chúng ta thứ hai quên là những em rồi sau đó chúng ta lại tính nghĩa rồi này tiếp bằng tạm này cộng to nhân đôi chia tạm tiếp. Lại chia ra hai nữa. Đấy, cái này là hai như thế. Cái gì ngon, cái gì cái kiểu là dạng này trừ ra cái này cái gì extra này nè chắc không nhé. Đấy đây. Và chúng ta sẽ trả ra cái bậc 2 này. Trả ra chỉ cái bậc 2 này. Giờ đây là tôi tất hẳn mình chứng qua đâu. Tôi bắt 2 đây. Đây thì đấy, đây là chúng ta là 2 viên này. Còn vào viết chương trình là người dùng được vào ha. Đâu thì mình chúng ta sẽ lên ý tưởng tiếp luôn. Thì ban đầu sẽ là em dạy. Nhưng thông thường chúng ta lại khai báo biến này. Biến là số là ba biến là số là phần tính đó yêu cầu người dùng một vào. Đấy, ví dụ chúng ta rất nhiều lần rồi thì các bạn quen với những lúc này rồi. Số phần tính
Ok, mình bắt tay luôn nha. Đầu phải đã biến thì sau chúng ta gọi là biến A. Nếu còn người dùng bạc sử dụng là gì các bạn nhớ nè. Mình xuống chấm vai ha. Và cả số bản tính sang kiểu quá cũng như được tính được ha. Xong chưa? Okay, nè, chạy cho bạn xem nhé. Đây, số 5 đấy, 2 2 3 6. Thì có máy tính là 3 4 ha. Hoặc là số 4 cho các bạn đi. 2 đấy, ok chưa? À, hôm nay các bạn chú ý là nhớ xem lại khái niệm các bạn hai nhé. Cái thứ nhất là riêng này này, sau đó chúng ta viết như bình thường, vẫn cũng bình thường, thì là khai báo các biến số đứng trước, khai báo là đứng trước thì mình bắt đầu lên chính phần chính, chúng ta sẽ thực hiện và cảm thấy nha. Các bạn thì cố gắng thực hành lại, có cái gì sai sót hay là báo với mình, các bạn comment nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.